ai bắn chở mình nó thôi nha. Chị xuống nha. Dạ. Ủa sao chị nghe nói đi xuống đây có cái bãi đẹp lắm này. Đi con đảo bằng xe này nó sẽ thích rất hơn là đi xe máy luôn đó mọi người ơi. Vâng. Chạy bằng điện hay gì mà nhanh dữ vậy anh? Đồng xăng. Xe này chạy bằng xăng luôn á.